cho tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái cây đàn, tuy là nó cũ nhưng mà nó mới. Cũ hơn là cái series 24 phím này đã ra đời vào tháng 3 vừa rồi. Nhưng hiện tại với cái version 2 mình đã cải tiến rất là nhiều thứ và để giúp cái cây đàn này đạt một cái tầm cao mới nhé. Thì giới thiệu các bạn đây, cây đàn 24 phím tâm huyết của mình, Amigo Guitar Shop ha. Thì trong cái cây đàn trước mình đã làm thì nó khác về cái inlay, về cái màu sơn, một vài cái kiểu ở trên này mình thay đổi để cho nó phù hợp và nó hiện đại hơn cái body của cây đàn. Vậy chúng ta sẽ xem xét qua sơ qua về cây đàn này nó có điều gì đặc biệt nha các bạn. Đầu tiên các bạn nhìn rằng là cái body của nó, cái body của nó đây, cái body của nó là được làm theo cái kiểu dáng của cái cây đàn Shure ha. Rất là danh tiếng của Mỹ ha. Đây các bạn xem thử. Đây. Ngay cái vị trí này các bạn nó có khoét cường thêm rất thuận tiện thì tay mình thể đánh nhu cao ha. Đó, cái body nó hơi cong như thế này để tay rất là mượt mà, rất là đẹp ha. Điểm thứ hai nữa chính là cái ebony mà mình xài cho cái fretboard này là Makassar ebony, một loại cũng rất là tốt. Đặc biệt các bạn nhìn là nó có những cái hoa văn không phải là đen huyền hết mà nó có những cái đốm sáng hơn ở trên cái cần đàn. Rất đặc biệt ha. Thì các bạn hãy bấm vào cái link của cái video này, các bạn sẽ xem chi tiết cấu hình của cái cây đàn ha. Lúc đó có những cái hình chụp cận cảnh rất là đẹp và các bạn có thể xem chi tiết ha. Ở đây chúng ta có bộ khóa cần nhúng Wilkinson ha. Rất là hiện đại, ngay chỗ này có chữ Wilkinson luôn các bạn, là một thương hiệu rất nổi tiếng về cần nhúng trên thế giới. Về cái cần đàn thì chúng ta có marble ha, để sơn tự nhiên. Bộ khóa này là Grover ha, một cái thương hiệu khóa rất nổi tiếng. Pickup ở đây chúng ta sẽ bổ sung, tức là cái cây đàn cũ chúng ta chỉ có HH thôi, ở đây mình có HSH. Đây cái pickup chính giữa này các bạn đánh vào nghe cái tiếng rất long lanh để cho tạo ra tiếng giống như của anh cáp cái tiếng của Fender đó, cái dạng pickup giữa như thế này ha. 24 phím thì cái inlay của mình thay đổi từ cái cũ sang kiểu mới với cái hình bình hành như thế này, rất là cá tính. Các bạn xem ha, rất là đẹp. Thì hiện tại nó có tới là 6-7 cái màu sơn khác nhau. Có màu da cọp nè, da cọp cái rất là rằm ri ha. Màu cam, vàng cam, một cái là màu trắng. Rồi chúng ta có cái màu xanh như thế này với cái mặt rất là đẹp đúng không? Đó. Rồi màu đen, màu đỏ và cái màu sơn cherry push nữa cũng rất là đẹp. Các bạn tha hồ lựa chọn ha. Thì chúng ta sẽ test sơ qua cái cây đàn để các bạn có thể đánh giá được cái chức năng của cây đàn này, nó rất là toàn diện. Mình thể chơi được đa phong cách, các bạn đi show đánh rất nhiều thể loại rất thuận tiện ha. Thì giá của nó là hiện tại mình bán dưới 7 triệu nha các bạn, dưới 7 triệu bao gồm tặng cho các bạn một cái bao da 3 lớp nè, cái cọng dây dắt nha, rồi một cái dây đeo, cái strap, rồi hai cái phím giọt nước, để bạn đánh nữa, coi như là các bạn cũng bộ về xì sách và chơi thôi, rất là thuận tiện nhé. Chúng ta bắt đầu test thử nhé. Thank you.
vọng là cái cây đàn mới này cũng là một cái sự lựa chọn dành cho các bạn yêu đàn guitar. Cái giá thực sự của nó, nếu mà các bạn làm với cái cấu hình tốt như thế này thì giá quốc tế của nó cũng khá là cao rồi, chứ không rẻ đâu. Thì cây này mình làm từ xưởng cái dàn Vina luôn, cho nên là chất lượng cũng rất là tốt, kiểm soát nghiêm ngặt, và với giá cũng rất là cạnh tranh để cho các anh em có thể sử dụng để đi show hoặc là chúng ta luyện tập được tốt cả. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop. Shop của mình có đàn guitar các loại, phơ cũng rất là nhiều loại danh tiếng, từ Moer nè, Zoom nè, Boss, Amly các loại, dây đàn cũng có luôn, nên có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn. Đặc biệt là nếu các bạn mua cái cây đàn guitar điện này hoặc là các cây đàn guitar điện tại Amigo Guitar Shop thì bạn sẽ được một cái gọi là một cái mã giảm giá coupon để các bạn có thể sử dụng trong việc mua các khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng mà mình đã tạo ra trước đây. Giá nó sẽ bạn được giảm 30% trên cái giá của mà khóa học đó, nó chỉ còn có 600 mấy chục ngàn thôi. Các bạn mua một lần học trọn đời rất là thuận tiện. Thì nếu các bạn có điều kiện hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong lần tiếp theo. Bye bye.